vách đá. Dạo rực lòng người dù đã đến một lần, vẻ đẹp hoang sơ nơi miền sơn cước đắm say ngất ngây lòng. Tấm quang trong mây bạn là xa, đây cao bằng một miền khắc trắng nướng trong những chiến công lừng danh, đấng khê mãi hùng anh cho nước non ngàn năm luôn người xa. Hát lên nào bạn ơi, múa lên ta cùng vui, đây cao bằng một miền non nước hùng thiêng. Đẹp diệu kỳ gương áo lung linh muôn màu rực rỡ, chúng lâm huyền thoại trở về ba bó càng nhớ người. Hát lên nào bạn ơi, múa lên ta cùng vui, đây cao bằng gọi mời bạn bè bốn phương. Còn núi Các Mác thì người dân gọi là phe tàu tức là núi đào. Để hiểu rõ hơn cái cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ cùng các đồng chí trong thời gian Bác hoạt động ở đây thì em mời anh mình sẽ lần lượt tham quan những điểm di tích. Mình sẽ đi thăm bàn đá Bác Hồ ngồi làm việc, thăm hang Cốc Bó. À, ngoài cái điểm hang của Bác ở hang Bác Bó thì là ở trung tâm đây còn có. Ngoài hang này còn có lán Khuế Nặng bên phía ngoài kia. À đây rồi đây, nhìn thấy bàn đá đây đúng không? Bàn đá và khu vực đầu nguồn suối Lenin anh ạ, rồi bàn đá Bác ngồi làm việc. Ở bàn đá này thì Bác cùng các đồng chí đang khi mà Bác về Bác sống ổn định ở trong hang thì Bác cùng các đồng chí đang xuống đầu nguồn và tìm đá và vần đá và làm nên cái bàn đá này đấy. Hàng ngày Bác làm việc ở đây. Trong thời gian Bác ở đây thì các đồng chí nói về Bác là sẽ đi xuống làng Bác Bó là cái bản ở ngoài kia đấy. Đi mượn cái tấm ván của người dân về để kê để làm mặt bàn làm việc cho Bác.
Nhưng Bác Hồ lại gạt đi, bảo là không được, làm cách mạng thì phải bí mật và không phiền dân. Thế là đường đi lên hang là... Lên hang lắm, nãy mình đi qua đây, đi qua khu vực đầu nguồn suối và sẽ lên hang Cốc Bò, hang Bác cùng các đồng chí ở để ở bên mình bên kia. À đây rồi, đây là cửa hang đây rồi. À, em mời anh đi vào thăm hang ạ. Cái cửa hang bé quá nhỉ. Vâng, hang bé nhưng mà trong này còn có một chỗ rộng đủ để Bác cùng các đồng chí ở đấy ạ. Vâng, hang Cốc Bò, vâng Bác ở đây, đấy anh xem ở dưới này đấy. Anh thấy kia là giường Bác Hồ. Vâng, anh thấy đây là giường Bác Hồ nằm nghỉ và làm việc, còn xa xa kia là tượng Các Mác đấy. Anh nhìn thấy cái biển tượng Các Mác. Cái hang này là một cái hang rất là kín đáo, nhưng mà cái hang này cũng rất là ẩm thấp. Bác sống trong hang chỉ trong những buổi tối và những ngày mưa thôi, còn hàng ngày thì Bác Hồ lại đi ra làm việc tại bộ bàn ghế đá ở đầu nguồn suối Lenin ấy. Ở trong này lạnh quá. Rất lạnh. Bác Hồ cùng các đồng chí về nước sống tại hang này là thời tiết lúc bấy giờ là đã sang mùa xuân. Thời tiết mặc dù đã sang xuân nhưng mà cái lạnh ở vùng biên cương này thì vẫn còn rất giá buốt. Và nhiều đêm, những đêm lạnh buốt và những ngày gió mùa đông bắc về, trời lạnh giá thì những đêm lạnh đó thì Bác cùng các đồng chí người không ngủ được. Thì Bác cùng các đồng chí đã ngồi chờ dậy nhóm lửa, vừa đọc tài liệu và cũng là vừa sửa ấm qua đêm ấy. Còn ở phía trước mặt đây, phía xa chỗ này, bếp đun vị trí Bác đun bếp để sửa lửa trong những đêm lạnh giá. Và nhà thơ Tố Hữu đã trong tập thơ Theo Chân Bác thì đã viết mấy vần thơ diễn tả cuộc sống kham khổ của Bác cùng các đồng chí trong hang này ạ. À, hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu, ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng muôn lần vạn kiếp sau. Trong vời lưng núi khuây nằm dị dào núi cao tầng mây, chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng người về đây. Nhà in lưng đá người về quê ta, tâm mau tràn tình thương quê nhà. Ô, rừng bắc bó quê ta, nhớ rừng xưa ôm bóng người, bước chân người đi đập truyền rơi theo người. Người về rừng núi mong người vì sao trong sáng, chào đồng lời thiết tha. Nắng nghìn ba đình còn nghẹn lòng ta, xuôi reo dưới chân người qua, đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám. Hồi nồng còn reo nhịp theo mong nhớ. Này vất vả nhỉ. Em đặc thù của công việc ấy ạ. Bình thường. Thế là cái đoạn suối này là đầu nguồn ạ? Vâng, chỗ này là đầu nguồn suối anh ạ. À, cái đầu nguồn suối này thì rất là có ý nghĩa. Và ở đây không chỉ là bắt nguồn của một dòng suối mà cội nguồn cái nôi của cách mạng Việt Nam thì cũng xuất phát từ đây. Nước Bác Bó theo tiếng dân tộc có nghĩa là miệng nguồn, trăm nguồn. Vâng, nước ở đây rất là trong xanh sạch, từ trong lòng núi đá chảy ra, nước đầu nguồn. Trong vời lưng núi, khuê
ơi nằm dì dào núi cao tầng mây. Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo, kể rằng người về đây nhà in lưng đá, người về quê ta tâm mau tràn tình thương quê nhà. Xưa ôm mong người bước chân người đi đất truyền rơi theo người, người về rừng núi mong người vì sao trong sáng bóng đá tân chào đồng lời thiết tha nắng nghiêng ba đình con nghẹn lòng ta suối reo dưới chân người qua đất dung tiếng ca nở hoa tháng tám hồi nồng con reo nhịp theo mong nhớ dập dìu trên đèo, kể rằng người con đây người cao hơn núi, tưởng chừng trông theo bóng dáng người con nín trên sương bạc phơ núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu hồi năm con vang lời ca mong nhớ vượt đèo gió vượt đèo mây về cội nguồn ta quá.
Gần đây nhất giữa đoàn và xóm Khuổi Ki của mình là đã có một cái đêm giao lưu văn nghệ rất là hay, và hôm đấy là các bác các chị là hát rất là nhiều này. Chứ còn... nhớ đây lại bom đã quay là thua. Lần này thì em đến thì trước hết là cũng là để thăm bà con ở đây, và đồng thời là em cũng có một cái tác phẩm mới. Trước là thì em là hát nhá, em là nghệ sĩ hát. Bây giờ thì em không phải là hát không nữa, mà em còn sáng tác nữa, thì dựa trên tất cả những cái làn điệu của quê hương mình, những làn điệu then Tày này, rồi là của các dân tộc Tày cũng như là của các dân tộc khác, thì em đã phát triển lên một bài hát. Thì vừa rồi thì em cũng có sáng tác một cái bài là em đặt tên là Sắc Màu Non Nước Cao Bằng, nói lên quê hương cách mạng của mình này, rồi là có bản sắc văn hóa rất là phong phú này. Thế thì cũng thông qua cái bài hát này thì để chị em mình ở quê hương Trùng Khánh của mình mời gọi du khách ở muôn phương đến với Cao Bằng quê mình. Câu ca xưa vẫn vương
xây quê hương đèn dầu tỏa ước mong. Thành phố mới nguy nga lúc linh huyền thoại với đôi dòng sông Hán, tiếng tình tiên tri vang lên đàn sao sông bằng giang cách trong quang lời thu ngàn năm non nước đem vững chanh quê. Mình về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng, thì dựa trên cái câu ca dao này thì cô đã suy nghĩ mà là một cái ý tưởng là mình phải có một cái bài hát nào đó để tức mình nói lên tất cả những cái cảnh đẹp như cũng như là cái truyền thống văn hóa của quê hương Cao Bằng. Và cái mở đầu cái bài hát của cô là câu ca xưa vấn vương lòng người trai trẻ đi giữ biên thủy yêu thương, là anh thì lên biên thùy để lên cái miền biên giới của Tổ quốc, lên cái nơi biên dậu của Tổ quốc để giữ quê hương, giữ biên thùy. Thế và câu ca hôm nay thì nó lại là nhớ thương đàn tính dây đục dây trong, mời người lên đây thăm nước nước non non, nước non Cao Bằng. Cũng mong là các bạn, các cháu là ở đoàn thì lại tiếp tục sẽ thể hiện những các tác phẩm của cô. Chúng cháu mong rằng là thời gian sắp tới cô sẽ sáng tác nhiều bài hơn nữa viết về Cao Bằng. Hay, thật là hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trận tranh vàng kiến chung vẫn đưa các dân tộc đường dây quê hương đèn dầu tỏa ước mong thành phố mới nguy nga lúc linh huyền thoại với đôi dòng sông Hán thiên tinh thiên tinh hoàng ngân giàn giao sông bằng giang cái trong quang lâm.